Yo yo, what's up, khỏe không anh em? Là mình đây, Sơn Ngố của các bạn đây. Thì hôm nay mình đi tham quan nha anh em. Ở đây là rừng của xã Đồng Nai, Bình Phước anh em. Thì hôm nay mình đi dạo thôi. Hiện tại bây giờ thì tầm khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ tối rồi. Gần 6 giờ tối nha anh em. Đây vào buổi chiều. Ở trong này thì nó phải nói là nó lạnh cực anh em. Thì mình lâu rồi bảo là ở Sài Gòn, cho nên là khi mà mình về quê, bởi vì quê mình mà, thì mình thích vào những cái chỗ gọi là yên bình như thế này, kiểu như là hòa nhập vào thiên nhiên để mà mình gọi là hít thở không khí trong lành đấy. Thì con đường này thì chắc là người ta không có đi đâu, mình đi thôi. Ở đây mát mẻ cực nha anh em. Thì mùa này là mùa điều, cứ vào tháng 2 hàng năm dương lịch ra nha anh em, thì người ta thu hạt điều nha anh em. Ở trong rừng nhưng mà vẫn có nhà nha anh em. Mình chả biết mình đi đâu, mình cứ đi dạo vậy thôi. Trời hôm nay rất là đẹp. Kiểu như là thời tiết hôm nay thì những gọi là biker đi phượt. Kiểu như là thời tiết này thì rất là đẹp. Gọi là wonderful, tuyệt vời. Không biết mình giống một biker không anh em. Ở đây là rừng nguyên sinh luôn nha anh em. Ở đây thì người ta cấm khai thác rừng. Còn bên này thì chắc người ta khai thác từ lúc xưa, thật là xưa. Biết mấy cho vừa ấy mà một đêm mưa. Vậy thôi nha, mình phải đi về đây. Anh em nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau. Bye bye anh em.